Alend thu hồi sản phẩm của Ecook vì có chất cấm, Bộ Công thương vào cuộc. Ngày 20 tháng 8, cơ quan an toàn thực phẩm Allen đã ra thông báo thu hồi một số lô mì hào hào và miến gứt do công ty Ecook Việt Nam sản xuất vì có chứa chất ethylene oxide. Ngay khi nắm được thông tin cảnh báo, Bộ Công Thương đã đề nghị Công ty Cổ phần Ai Quốc Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm mì hào hào và miến gút do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện của chất độc này. Chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư 50-2016-TT-BIT trong sản phẩm như cảnh báo nêu. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp giả soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần Air Quốc Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo quy định của luật an toàn thực phẩm Việt Nam và các quy định có liên quan, các tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả quy định của pháp luật. Hiện có 3 dòng sản phẩm trong danh sách thu hồi của Allen, bao gồm mì hào hảo vị tôm chua cay loại 77g, hạn sử dụng đến 24 tháng 9 năm 2022, miến gút vị sườn heo loại 56g, hạn sử dụng đến mùng 10 tháng 11 năm 2022, mì gato vị hải sản loại 120g, hạn sử dụng đến 30 tháng 11 năm 2022. Trong đó, hai sản phẩm là mì hào hào và miến gút do công ty Aco Việt Nam sản xuất, sản phẩm còn lại có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo Allen, việc tiêu thụ các sản phẩm nhiễm ethylene oxide không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe, nhưng có thể gây ung thư nếu sử dụng thường xuyên trong một thời gian dài, do đó người tiêu dùng cần hạn chế việc tiếp xúc với chất này. Allen sẽ gửi thông báo thu hồi lô sản phẩm trên các địa điểm bán chịu trách nhiệm phân phối.